Hello anh em. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với một trong những siêu phẩm phải nói là hot nhất trong thời điểm hiện tại. Đó chính là dòng cạc Reforged Relic thế hệ 3000. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chiêm ngưỡng em cạc RTX 3060 Ti có mức hiệu năng ấn tượng hơn cả RTX thế hệ thứ 2000, đó chính là 2080 Super, sở hữu kiến trúc Ampere thế hệ thứ 2. 3060 Ti đã đem đến cho chúng ta một mức hiệu năng ấn tượng, công nghệ Ray Tracing vô cùng đẳng cấp, cùng theo đó chính là Nvidia DLSS hỗ trợ tăng FPS của bạn lên rất nhiều. Mọi trải nghiệm đồ họa của bạn thực sự sẽ bước lên một tầm cao mới với dòng Reforged RTX 3000 này. Lần đầu tiên, chỉ với hơn 500.000, chúng ta được trải nghiệm những điểm tuyệt vời nhất đến từ Nvidia. Vậy thì còn chần chờ gì nữa? Một không sắm ngay cho mình một em thôi, được không nào?